Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, đa số tuổi Sửu là những người sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Những người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của những người tuổi Sửu trong tháng 3 năm Tân Sửu 2021. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên cũng như cách hóa giải vận hạn. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, tức ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cụ. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuổi Tuất. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 3, tức ngày 17 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, đặc biệt đại kỵ, tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 và Quý Sửu 1973. Thứ hai, ngày 18 tháng 3, tức ngày 29 tháng 4 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi, đại kỵ với các mệnh chủ Tân Sửu sinh năm 1961. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 3, tức ngày 11 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mùi, đại kỵ với các mệnh chủ Quý Sửu 1961, Ất Sửu 1985. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, 11 tháng 3, tức ngày 22 tháng 4 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm Bích Thượng Thổ. Thứ hai, 23 tháng 3, tức ngày 14 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm là Tăng Trám Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Sửu tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, sự nghiệp.
bước sang tháng 3 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí con giáp tuổi Sửu khi xung quanh bản mệnh luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực. Hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp người tuổi Sửu có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, bản mệnh có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bản mệnh có thể bình tĩnh, khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, khiến mọi người đều thán phục. Để không bị tiểu nhân ám hại, cần con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch. Những gia chủ tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành về mặt tài lộc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này. Tuy nhiên, mức chi tiêu bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp, khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Bản mệnh đừng tiếp tục thói quen chi tiêu, không chút suy nghĩ. Nếu không, bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh tránh túi. Mặt tốt là bản mệnh có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính và kỹ thuật. Nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bản mệnh cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Bước sang tháng 3 âm lịch, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh chóng, chăm chỉ để có kết quả phù hợp. Bước sang tháng 3 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Sậu, Sửu sẽ giúp gia chủ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Dự đoán về tình duyên tuổi Sửu trong tháng 3 âm lịch cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng được khoảng thời gian dễ chịu. Tử vi tháng này còn cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để những người tuổi Sửu đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu, ý hợp trong thời gian này. Có thể bản mệnh gặp người ấy trong một cuộc giao lưu, họp nhóm. Ngoài ra, dù những gia chủ tuổi Sửu có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách lại khá rụt rè, nhút nhát nên cần chủ động hơn trong mọi việc. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 3 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm như vậy, bạn sẽ không còn nhiều cơ hội để thay đổi. Vậy nên người tuổi Sửu hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên hòa hợp. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe tuổi Tân Sửu trong tháng 3 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác đó là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cũng như sức khỏe cho bản mệnh. Tử vi tuổi Sửu. Thứ nhất, Tân Sửu 1961. Tân âm kim gặp nhâm dương thủy là chính ấn, như là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Tân Sửu. Nếu có cơ hội, bản mệnh cần nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngoài ra, trong tháng này, những gia chủ Tân Sửu sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng và để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường tài vận của mình. Có điều, bản mệnh cũng cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao. Nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp.
bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng cần thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, quý gia chủ nên sử dụng vật phẩm minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp tuổi Tân Sửu kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, Quý Sửu 1973. Bước sang tháng 3 âm lịch, người sinh năm Quý Sửu gặp khá nhiều may mắn. Chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả đáng mừng. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bản mệnh cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, quý gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Ất Sửu 1985. Trong tháng 3 âm lịch, vận thế của người tuổi Ất Sửu không mấy tốt đẹp, sẽ xảy ra những mâu thuẫn, xung đột, ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp cũng như tuổi Ất Sửu. Vì thế nếu tránh được những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người khác, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên và làm việc gì cũng cần dĩ hòa vi quý. Đặc biệt bản mệnh không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Ngoài ra trong thời điểm này, những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, bản mệnh cần biết giữ mình nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và phát triển mạnh mẽ vào tháng 3 âm lịch, bạn nên đeo vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để tăng cường vận khí, kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần hành thông, rộng mở. Thứ tư, Đinh Sửu 1997. Vận thế của người tuổi Đinh Sửu có những bước phát triển tích cực trong tháng 3 âm lịch, đặc biệt là các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có những hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Còn về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Ngoài ra trong thời điểm này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu cần khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc dẫn đến thất bại trong nhiều thứ. Cho nên dù tuổi Đinh Sửu cần năng động, mạnh mẽ thì mới có thể thành công. Đặc biệt, trong năm Tân Sửu, cơ giác tuổi Đinh Sửu phạm thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương điều họa, vô hỷ, ất hưu họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Đinh Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với anh chị về vận trình tháng 3 âm lịch của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, đặc biệt là những gia chủ tuổi Sửu tháng 3 âm lịch, anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.